Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay môn học Pali Pháp Cú, phẩm sông đối, Yamaka Wakka, kệ số 9 và 10, và thường từ sinh viên sản và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai Phật tỉnh cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết tích cực thiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tác vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ, con ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất thường, những vọng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho biết tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh giác đại lực, tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Sa thứ lần thay chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh và kính bạch thượng tọa tỳ siêu ở thượng tỳ siêu cho con đã thấy rồi ạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học Bali Pháp Cú hôm nay, phẩm sông đối, kệ số 9 và 10. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Thầy Giả, kính đảnh lễ Hòa Thượng Thế Siêu. Đã để chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta trở lại hai câu kinh Phật Cú thuộc phẩm sông đối. Và chúng ta sẽ tìm thấy ở đây một cái đặc điểm của phần lớn kinh Phật Cú, đó là những lời dạy rất là thực tiễn của Đức Phật cho đời sống hàng ngày. Và trong hai kệ ngôn này, chúng ta có một điểm rất là tế nhị khi mà đề cập đến những cái điểm
tương đối là tế nhị giữa pháp học với pháp hành. Và về điểm này thì chúng ta rất cần hiểu, hiểu một cái chính xác. Nếu không thì chúng ta có thể nghĩ rằng cái sự khác biệt khiến cho chúng ta nghiêng hẳn về một bên. Mời quý Phật tử lắng nghe bài soạn ngày hôm nay của Hòa Thượng Tế Sư. Sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Hòa Thượng Tế Sư giảng dạy ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bổn Thầy Giác Sa Tu. Chúng con kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn bài học này. Kệ số 9 và 10 phẩm song đối. Duyên sự. Hai bài kệ số 9 và số 10 này được Đức Phật thuyết ở Sawatthi khi Ngài trú tại chùa Chetavana do câu chuyện của tỳ kheo Devadatta mặc y cà sa bất xứng. Thời ấy, tỳ kheo Devadatta sống tại Rajagaha là kẻ có tham vọng xấu xa, đã làm nhiều điều tội lỗi như xúi dục thái tử Ajatasattu giết vua cha để soán ngôi và làm hậu thuẫn cho ông ta, mượn thuộc hạ của vua hành thích Đức Phật, chia rẽ tăng, vân vân. Devadatta cũng có nhóm cư sĩ ác ở Rajagaha ủng hộ. Một ngày kia, nhân dịp tôn giả Sariputta với đoàn tỳ kheo tùy tùng du hành ghé lại Rajagaha, các thiện cư sĩ thỉnh tôn giả thuyết pháp và họp nhau cúng dường trai tăng mỗi ngày. Có vị trưởng giả hùng phước một sắp vải thượng hạng. Những cư sĩ thân quen với tỳ kheo Devadatta đã giành lấy sắp vải tốt ấy cúng cho tỳ kheo Devadatta. Nhận được sắp vải quý giá, Devadatta đã mai nhuộm thành bộ y cà sa rồi mặc y mới ấy đi tới đi lui ra chiều đắc ý. Những thánh cư sĩ đến chùa thấy chướng mắt bèn phê phán: tỳ kheo Devadatta không xứng mặc bộ y cà sa này, lẽ ra phải là vị thượng thủ thinh văn Sariputta mặc mới xứng. Rồi một vị tỳ kheo rời Rajagaha du hành đến Sawatthi đảnh lễ bậc đạo sư. Đức Thế Tôn thăm hỏi việc ở Rajagaha, vị tỳ kheo ấy đã kể lại việc tôn giả Sariputta đến Rajagaha thuyết pháp, các cư sĩ cúng dường trai tăng và Devadatta nhận được y cà sa quý giá mặc y mới bị mọi người phê phán là không xứng. Nhân sự kiện này, Đức Phật đã dạy rằng không phải chỉ nay mà trong kiếp quá khứ Devadatta cũng đã mặc y cà sa không xứng rồi. Câu chuyện quá khứ, tiền thân Devadatta là một thợ săn chuyên giết voi lấy ngà. Để tiếp cận được với bầy voi rừng, gã thợ săn tìm hiểu kỹ đặc tính sinh hoạt của chúng. Biết được bầy voi rừng quen thuộc và thân thiện với màu sắc y cà sa của các vị ẩn sĩ độc giác tỉnh tọa. Chúng đến gần và biểu hiện sự kính trọng mới đi kiếm ăn. Gã thợ săn rình trộm chiếc y cà sa của một vị độc giác lúc vị ấy mang y trên nhánh cây xuống hồ tắm. Hắn đắp chiếc y cà sa lên người, giấu kính mũi lao trong y vàng và ngồi mai phục chở con đường bầy voi đi qua, chờ hạ sát con voi đi sau cùng. Bằng cách này, gã thợ săn đã giết nhiều con voi. Con voi đầu đàn thấy số lượng đàn voi càng ngày càng sút giảm, nó suy xét nguyên nhân và sanh nghi kẻ sát hại. Voi chúa bèn để đàn đi trước và nó lùi lại đi sau cuối với sự cảnh giác. Gã thợ săn theo thói quen phóng lao hạ sát con voi cuối đàn. Voi chúa tránh được mũi lao rồi chạy tới tấn công gã thợ săn, dùng voi bắt được gã. Nhưng khi nhấc lên định ném xuống để giết gã thợ săn, chợt voi chúa nhìn sắc y vàng trên người gã thợ săn, dằn tâm đặt hắn xuống đất. Voi chúa đọc lên hai bài kệ để khiển trách gã thợ săn: ai mặc áo cà sa, tâm chưa sạch bận nhơ,
không tự điều thành thật, chẳng xứng mặc cà sa. Ai đã tẩy bận nhơ, khéo nghiêm trì giới hạnh. Sống từ điều thành thật, mới xứng mặc cà sa. Khiển trách xong, voi chúa bỏ đi vào rừng. Rồi Đức Thế Tôn nói lên hai bài kệ này, làm đề tài pháp thoại. Vị tỳ kheo khách tăng nghe xong đã chứng quả dự lưu. Chánh văn: Anikassa vô kassa văn Yo quách thằng Aridahestati Abeto Damasache na No so kassa Marahati Yo chắc Quần tắc kassa Wasa Sile su Susamahito Ubeto Damasache na Sakwe kassa Wamarahati. Thích văn: Anikassa vô là chủ các số ít của tính tự hợp thể. Anikassa vô từ na cộng nikassa vô, nikassa vô từ ni, ni cộng kassa vô, nghĩa là chưa sạch bẩn nhơ, chưa hết quế trược, chưa trong sạch. Kassa văn: đối các số ít của từ kassa vô, một tính từ, một danh từ trung tính, một được nhiễm màu vàng tối, có màu ngoại sắc, hai ikasa, quỳnh y phục của tu sĩ. Vô, chủ các số ít của phiến chỉ đại từ giá, nghĩa là ai, người nào. Quách thăng, đối các số ít của danh từ trung tính, quách thác, tức là vải, y phục. Paridahestati, động từ vị lai, người thứ ba, số ít của Paridaheti. Bari cộng căng, đa cộng e, nghĩa là khoác lên y phục. Abeto, chủ các số ít của abeta, quá khứ phân từ của động từ abeta, bắt đầu từ aba cộng với căng y cộng a, nghĩa là đi khỏi, rời khỏi, vắng mặt, không có. Damasache na, sử dụng các số ít của hợp từ damasache, đắp mề nã cha, sách chề nã cha, với sự điều phục và chân thật, với sự tự chế và thành tựu. Abeto damasche nã, nghĩa là không tự điều thành thật. Nã phủ định từ, nghĩa là không, chẳng, bất. So chủ các số ít của chỉ thị đại từ ta, là nó, người ấy. Kassa vamahati, hợp âm Kassa vang arahati, arahati thì hiện tại ngôi thứ ba số ít của động từ arahati, bắt đầu từ ara cộng a, nghĩa là xứng đáng, tương xứng. Vantakassa vassa, hợp âm vantakassa vô và assa. Vantakassa vô, chủ các số ít của danh từ hợp thể. Kantakassa vô, bắt đầu quanh tắc cộng cách xa quá. Người có ô nhiễm được đào thải, người đã tẩy sạch bượng nhơ. Asa, động từ khả năng cách, người thứ ba số ít của động từ căn asa as cộng a, nghĩa là nó là, người ấy là. Ở đây dùng như một trợ động từ. Sile xuất định cách số nhiều của danh từ trung tính sila, nghĩa là những giới luật, các giới hạnh. Susamahito, chủ có số ít của tính từ Susamahita, su cộng Samahita, quá khứ phân từ của động từ Samadahati, khéo định tĩnh, khéo tập trung, khéo nghiêm trì. Ubeto, chủ có số ít của Ubeta, quá khứ phân từ của động từ Ubeti, Uba cộng căng i cộng a, nên đến gần, đi vào, gia nhập, thể hiện. Sa do sô đổi dạng, chủ có số ít của thị chỉ thị đại từ ta, nó, người ấy. Quê bất biến từ là chắc chắn, quả thật, thật sự là. Việt văn: ai mặc áo cà sa, tâm chưa sạch bận nhơ, không tự điều thành thật, chẳng xứng mặc cà sa. Ai đã tẩy bận nhơ, khéo nghiêm trì giới hạnh, sống tự điều thành thật, mới xứng mặc cà sa. Chuyển văn: Yo
Anikasa wo Damasache na abe to kasa wang watang paridap hestati so kasa wang na arhati. Người mặc áo cà sa mà chưa sạch quế nhiễm, không điều phục và thành thật, người ấy không xứng mặc cà sa. Yo cha wan takasa wo asa sile suk susa mahito Damasache na ube to so we kasa wang arhati. Và ai đã tẩy sạch nhiễm ô, nghiêm trì giới hạnh, sống điều phục, thành thật, người ấy mới thực sự xứng mặc cà sa. Lý giải: chưa sạch bẩn nhơ anikassa wo là tâm còn ứ đầy phiền não, tham sân và si, không tự điều. Dhamme na abeto là không điều phục, không kiểm soát được bản thân, không thành thật. Sacche na abeto là giả dối, mưu mô, lừa gạt, lợi dụng lòng tin của người khác. Trong bài kệ số 9, voi chúa điều khiển trách gã thợ săn trộm ikasa của vị ẩn sĩ độc giác để lừa bầy voi, đó là không thành thực. Voi chúa đã khiển trách sở hành của gã thợ săn, và Đức Phật đã dùng hai bài kệ này để làm đề tài pháp thoại. Hai bài kệ pháp cú này cần hiểu ý nghĩa rộng rãi. Ikasa, kasa watha là vải mặt của người tu được nhuộm màu ngoại sắc. Màu sắc làm cho mất giá trị vật chất. Màu ikasa là tượng trưng hạnh khước từ dục vọng. Do đó, ikasa là sắc phục chỉ xứng hợp với những bậc cao thượng và những người hướng thượng. Người cao thượng, Arya Bukkala, là bậc thánh A-la-hán như Đức Toàn Giác, Độc Giác và Thinh Văn Giác. Đó là những bậc đã sạch phiền não, đã tỉnh hóa bản thân, đã kiểm soát được hành vi thân khẩu ý. Bậc cao thượng như vậy, quả thật xứng mặc ikasa. Người hướng thượng là các bậc thánh hữu học, xê khắc vô ca lát, như bậc dự lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai, là những vị đã đoạn trừ một số phiền não, vẫn còn đang tu tiến, nhưng chắc chắn sẽ đạt đến cứu cánh giải thoát. Các bậc hữu học cũng gọi là xứng mặc ikasa. Các hạng phàm nhân hiền thiện, kanya nabu tuchana, là những vị tỳ kheo sa di chưa đắc quả thánh nhưng đang tầm cầu giải thoát, sợ hãi luân hồi, có lòng tàm quý, tinh tấn tu tập thiện pháp, đó cũng là người hướng thượng và có thể nói là xứng mặc ikasa. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung tỉnh và tỉnh tự siêu từ bi thuyết giảng bài học. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Tòa Chúng. Kính thưa Tổng Đức, kính thưa quý Phật tử, quý tu nữ. Hai bài kệ này thật ra là hai bài kệ của vô chúa Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật. Đầu tiên là khiển trách gã thợ săn và trá hình là vị sa môn mặc ikasa để dễ dàng tiếp cận với bầy voi và ra tay sát hại con voi trong đàn. Và khi vô chúa
mình thấy sự sút giảm số lượng của đàn côn, thì vua chúa nên là nghi vấn có thể là người ngồi ở bên vệ đường chỗ bị vô đi qua đã sát hại vô. Bởi vì thưa quý vị, cái người mà chân chính hiền thiện thì nó sẽ lộ diện ra bên ngoài, nhìn cái ánh mắt, cái cử chỉ là biết người đó là hiền thiện. Nhưng mà đằng này người này mặc dù đứng trên mình chiếc y cà sa của vị Phật Độc Giác, nhưng mà với ánh mắt đó, với cử chỉ đó, với cái tướng mạo đó thì không phải là người hiền thiện. Cho nên vô chúa âm thầm để cho bầy vô đi trước, mình đi bọc hậu, đi sau cùng. Và người thợ săn theo lệ thường thì chờ con voi đi cứu đàn đến gần thì nó ra tay sát hại. Nhưng vô chúa vì có sự cảnh giác trước nên đã né tránh được cái mũi lao, và nó tấn công tới bắt được gã thợ săn bằng cái vòi của mình. Nhưng khi vô chúa gã thợ săn bằng vòi đưa cao lên định đập xuống, nhưng mà nhìn thấy chiếc y vàng, chiếc y cà sa màu sắc vàng mà hàng ngày bầy voi có cái ấn tượng rất là thiện cảm, có sự cung kính mỗi khi đi qua. Bây giờ vô chúa không nỡ giày xéo cái chiếc y cà sa đó, cho nên đã tha chết cho tên thợ săn và khiển trách nó bằng hai bài kệ này. Thì Đức Thế Tôn ngài thuật lại cái chuyện tiền thân đó. Sau khi ngài nhận định bổn sanh, vô chúa chính là tiền thân của ngài và gã thợ săn khi thành thật đó là tiền thân của Địa Đà Tá. Chẳng những đời này Địa Đà Tá mặc y là xa không có xứng hợp, mà trong quá khứ cũng đã từng mặc y không có xứng hợp. Bởi vì một con người gian ác, lừa dối, xảo quyệt mà lại đắp trên mình chiếc y cà sa nghĩa không có xứng chút nào cả. Chỉ có các bậc thanh tịnh, thân khổ ý, những bậc giải thoát như là các vị Phật Độc Giác á, thì như vậy cũng là xứng chiếc y cà sa thôi. Nếu ngài kể lại câu chuyện này vì cái nguyên nhân là vị tỳ kheo Thất Tăng khi về Chaitanya đảnh lễ Đức Phật
Đức Phật hỏi thăm cái tình hình sinh hoạt của Thi Tăng ở tại Rajagaha như thế nào. Ngài biết, nhưng mà Ngài hỏi như vậy để có cái cớ cho vị tỳ kheo khách đó trình bày. Gần đây tôn giả Sarutta và nhóm tỳ kheo tùy tùng đi du hành ghé qua Kinh đô Rajagaha. Các cư sĩ ở đó thỉnh tôn giả thuyết pháp liên tục trong 7 ngày, và ngày nào họ cũng cùng nhau hùng phước để làm lễ trai tăng cúng dường. Thì có cái ông bá hộ đó, ông không có hùng phước vật thực hay là chi cả, mà ông chỉ hùng phước cái sắp vải, sắp vải thượng hạng và tốt. Các cư sĩ trưởng ban, phó ban trong cái lễ trai tăng đó, rồi sắp xếp dừng cúng cho chư tăng. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, cái nhóm cư sĩ mà thân quen với Devadatta, thuận dòng với Devadatta, họ đã giành lấy cái sắp vải đó để họ nên cúng cho tỳ khưu Devadatta. Tỳ khưu Devadatta nhận được sắp vải quý giá liền cắt mai thành bộ y và nhuộm màu kasa kasawa, rồi mặc vào cái bộ y mới đó, đi tới đi lui ở trong chùa, ra vẻ đắc ý, thích thú. Nhưng mà đối với một vị tỳ kheo mà có cái hành vi mà chúng ta gọi là phản đồ, có nhiều cái việc làm tội lỗi, như là mượn lính của vua Ajatasattu để đi ám sát Đức Phật, việc bút thành Devadatta đã tự tay mình lên núi Vichakota ở phía nam thành này, lăn đá xuống để giết chết Đức Phật trong lúc Ngài đang đi kinh hành ở trên triền núi, nhưng không thể giết được Đức Phật. Chỉ có một mảnh đá nó va chạm, nó bể ra và nó phang trúng nhầm cái chân của Đức Thế Tôn, làm cho Ngài bị chảy máu thôi. Rồi Devadatta cũng chưa bỏ cái ý đồ đen tối của mình, thấy giết không được Đức Phật, cho nên trong những ngày sau Devadatta đã xúi giục vua Asathế cho phục rượu Vona Nalagiri cho nó sai thành vô điên và mở cửa chuồng cho nó chạy trên đường phố, chạy ngược chiều với con đường đi khất thực của Đức Phật. Đức Phật đang đi tới. Thì Đức Thế Tôn Ngài dùng từ tâm, từ xa Ngài đã an trú từ tâm với vô Nalagiri,
và Vodalagiri nó đã trở nên hiền thiện, và nó đến gần Đức Thế Tôn, nó quỳ xuống, nó hút bụi ở dưới chân của ngài, nó rải trên đầu của nó chứng để biểu hiện cái sự cung kính của nó. Thấy thế, Devadatta càng tức đi người lên, và Devadatta đã xoay sang một cái kế hoạch khác, có vẻ như là êm dịu hơn. Ông ta đi đến Đức Phật, ông ta nói rằng là tôi thấy các vị tỳ kheo là những bậc xuất gia thì nên có cái sự thanh tu, như vậy thì mới có thể làm gương cho người cư sĩ được, nên xin Đức Thế Tôn hãy chế định cái điều luật để ban hành cho chúng tỳ kheo đồng đời phải sống ở rừng chứ sống không có sống ở làng mạc, trọn đời phải ở dưới gốc cây không sống ở trong liêu thất, trọn đời phải mặc phấn tạo y chứ không được mặc y của gia chủ cúng dường, trọn đời phải đi khất thực ăn chứ không có nhận lời mời thỉnh cho tăng, và trọn đời phải ăn chay chứ không được ăn thịt cá. Đức Thế Tôn ngài thấu rõ tim đen của Devadatta, đưa năm cái yêu sách này chẳng qua để làm cái cớ để mà chia ra tăng thôi. Và Đức Phật ngài không có nhận lời, ngài bảo rằng những tỳ kheo tu tập trong giáo pháp đi theo con đường trung đạo, vị nào thích sống ẩn cư trong rừng thì cứ sống, và nếu như có những cư sĩ họ tạo những cái chùa ở trong làng để họ được dịp diện kiến các vị tỳ kheo họ tạo thiện pháp, thì các vị tỳ kheo cũng nên tiếp độ họ trở về sống ở trong làng. Vị tỳ kheo nào muốn sống với hạnh thiên thiểm dục không bị dính trú sáng thì cứ ngự ở dưới gốc cây, nhưng nếu mà có liêu cốc tịnh thất và người ta tạo dựng cúng dường thì các vị đó vẫn ở trong liêu cốc được chứ không nhất thiết ở dưới gốc cây. Mà nhất là vị tỳ kheo có ở dưới gốc cây ở trong khu rừng ở ngoài khoảng trống thì chỉ ở trong 9 tháng mùa 3 tháng ở 4 tháng mùa lạnh, 4 tháng mùa nóng thôi, còn 4 tháng mùa mưa thì phải ở trong chỗ có che lợp. Vì tỳ kheo vị nào có cái hạnh tri túc thiểu dục đi đến tham ma bộ địa hay trên bãi rác nhặt vải phấn tạo y băng sô cô la chi quá để may y phấn tạo mặc thì cũng tốt, và nếu như có gia chủ họ cúng dường thì vị tỳ kheo vẫn được phép thọ dụng một cách hợp pháp, thọ dụng cái y đó gọi là gahapati chi quá y gia chủ. Đức Phật là cho phép
Vị tỳ kheo nào đi cái hạnh đầu đà khất thực mà ăn á, để có duyên độ chúng sanh thì cũng tốt. Còn nếu như có thí chủ mà họ làm phước trai tăng, họ mời thỉnh đi đến nhà thì vị tỳ kheo vẫn được phép nhận lời. Và điều thứ năm đó thì Đức Phật còn dạy rằng là vị tỳ kheo phải sống với cái hạnh dễ nuôi. Đi khất thực ai cho chi ăn cái đấy. Nhưng nếu phải là thịt cá đó thì không thấy không nghe không nghi. Cái món ăn này người ta sát sanh, người ta giết cho mình. Nếu mà thấy người ta giết, người ta làm thức ăn cho mình thì không ăn. Nghe cái người ta bảo giết cho mình thì mình đừng ăn. Mình nghi là người ta đã sát sanh để làm cái thực phẩm cúng dường cho các vị tỳ kheo thì các vị tỳ kheo không ăn. Cái đó gọi là tình dục. Khi mà Đức Thế Tôn ngài giải thích cái điều đó rồi đó, ngài khiển trách Điều Qua Đa Tá chớ có gây nên cái tội lỗi làm xáo trộn tăng chúng. Nhưng mà Điều Qua Đa Tá đã ghiềm lấy lời này của Đức Thế Tôn và chúng ta bước ra gặp các vị tỳ kheo, nhất là những vị tỳ kheo mới tu chưa biết luật pháp, chưa có niềm tin mạnh mẽ, chưa có cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập gì cả, còn mới toanh, thì Điều Qua Đa Tá đã ra sức thuyết phục họ để cho họ thấy năm điều mà ông ta đưa ra là năm điều đó là thanh hạnh, là tốt đẹp cho đời sống của một vị sĩ. Thì những vị tỳ kheo nhẹ dạ đó nghe như vậy thì thấy hấp dẫn quá nên đã đi theo. Và như vậy Điều Qua Đa Tá đã làm những cái tội ác chỉ hai đại nghịch tội là làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Điều Qua Đa Tá cũng đã là bị thối đọa rồi, đừng nói chi là những cái tội ác khác như là xúi thái tử A Xà Thế giết vua cha để xóa ngôi, hay là mau phen hành thích Đức Phật. Thì khi mà Điều Qua Đa Tá đã làm nên những cái tội ác như vậy thì trong 9 tháng Điều Qua Đa Tá đã sống ở trong cái sự dằn vặt rai rứt. Khi mà ác nghiệp đốt nóng, Điều Qua Đa Tá đã nhờ hai vị tỳ kheo tùy tùng còn lại dùng cái cán võng để mình đi đến Cetagona gặp Đức Phật lễ và sám hối. Thì cái câu chuyện đó chúng ta sẽ được nghe ở trong những cái bài học sắp tới. Còn hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến chỗ Điều Qua Đa Tá với những cái hành vi tội lỗi như vậy đó. Cho nên Điều Qua Đa Tá cho dù mặc chiếc y cà sa nhuộm vàng vải tốt, nhưng mà dân chúng họ thấy không có tương xứng,
không có xứng đáng với cái sở hành của chúng ta, người ta mới chỉ trích, người ta mới chê trách. Thì khi mà vị khách thân trình bày với Đức Phật cái sự việc đó, Đức Thế Tôn ngài đã kể lại câu chuyện quá khứ, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Ca mới mặc y bất xứng, mà trong thời quá khứ cũng đã từng mặc y Tà Sa bất xứng như vậy. Rồi ngài vẫn kể câu chuyện nhiều quá khứ. Sự chỉ mà chúng tôi nhấn mạnh cái điểm, cái câu chuyện tiền thân mà Đức Phật ngài kể lại về gã thợ săn tiền thân Gotama, là bởi vì đây là cái mấu chốt quan trọng, cái tình tiết quan trọng. Tại sao nói như vậy? Ở đây thưa quý vị, chúng ta bỏ qua cái câu chuyện đó, chúng ta không hiểu tại sao cái việc mà sống người bất sức mà y gà sa lại có cái vấn đề apeto sacena, không thần thực và obeto sacena là thành thật. Ở đây chữ thành thật, chữ sacá là thành thật chứ không phải là thành tựu nha quý vị. Ở trong bài khi nãy chúng tôi nói, nhưng mà cô Lăng Dầu Nguyệt đọc ngang cái chỗ cô không có chịu sửa trong cái phần thích văn đó, damasacena sử dụng cách số ít của hợp từ damasacá, đamê na chá sacena chá, nghĩa là với sự điều phục và chân thật. Vậy với sự tự chế và thành thật chứ không phải là thành tựu. Nên thì chú ý ở chỗ đó chút xíu. Thì tại sao ngài nói đến chỗ này? Bởi vì thần vua chúa đó nói để khiển trách gã thợ săn là một con người không có thành thật, không phải là một người tu hành, không phải là một bậc hiền thiện như là các vị độc giác, các vị ẩn sĩ. Trên mình chiếc y như vậy, nhưng mà cái tâm địa độc ác, sát sinh, giết hại sinh vật, đó là thiếu cái sự thành thật. Ý nghĩa đó, đó Đức Phật ngài đã lấy nguyên cái hai câu kệ của vô chúa khiển trách gã thợ săn để làm cái bài kệ, làm cái đề tài mà ngài thuyết giảng luôn. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng là những chi pháp và những cái tiếp nối ở trong cái bài kệ đó khiển trách một người như gã thợ săn không có xứng mặt cả xa. Nếu như chúng ta nên biết rằng bất lử là như thế nào, nếu như một người xuất gia thành tựu về pháp tướng, tăng tướng theo luật định mà Đức Thế Tôn đã chế định để cho thành tựu
Nhati Chattottakamakvacha. Tức tri ngôn. Cái đó là tất pháp kiếp ma, tức là tri ngôn. Thì như vậy, trước tiên là đã thành tựu rồi. Nếu mà làm sai cái nghi luật đó thì xem như là không thành tựu. Cái giới tướng của vị tỳ kheo, chúng ta phải nhớ cái nào luật là luật, cái nào pháp là pháp. Còn nói trên phương diện pháp đó, thưa quý vị, thì Đức Phật Ngài đã dạy rất nhiều, chứ không phải chỉ có những điều ở đây thôi. Chỗ này chúng ta cần hiểu. Ở đây thì chúng tôi trong cái phần lý giải, chúng tôi muốn trình bày thêm một cái số vấn đề trước hết. Trước cái chữ cà, chữ y cà sa đó, người Phật tử chúng ta nói nghe rất là nhiều. Thí dụ người ta nói đi với Phật mã áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Như vậy chữ cà sa có nghĩa gì? Thật ra ít có người biết cái chữ cà sa. Nói y cà sa gì chứ người ta không biết tại sao gọi y cà sa. Chữ ca sa đây là chữ ca sa quá. Chữ ca sa quá nó có hai nghĩa. Chữ ca sa quá, một trong nghĩa tính từ, ở trong bài học của chúng ta thì một tính từ, một danh từ trung tánh, cái nào cũng một hết, thì quý vị sửa lại giùm chúng ta trong cái ngoặc đơn đó. Một nghĩa một tính từ, nghĩa hai là danh từ trung tính trong cái phần thích văn hai quý vị. Thì cái nghĩa một tính từ đó có nghĩa là được nhuộm màu vàng tối. Màu vàng, màu vàng tối ở đây tức là màu đất. Màu vàng đất sét. Hay là màu gì mà nó có tính cách là hoại sắc. Người ta ở trong từ điển có chỗ các vị nói là màu nước chát. Nhưng mà đã gọi là chát thì cái đó là cái vị chứ không phải là cái màu. Thế nhưng chúng ta chỉ hiểu rằng là vì bối cảnh Ấn Độ thời bấy giờ, người cư sĩ là mặc y phục trắng, nó sang trọng. Khi nào mà muốn làm cho cái tấm vải trắng đó nó không có giá trị nữa thì người ta nhuộm màu. Phần lớn á, ngày xưa người ta không có chế tạo ra cái bột màu, mà người ta chỉ lấy vỏ cây hay rễ cây hay lỗ cây. Vỏ cây, lỗ cây, rễ cây để mà người ta nấu cho nó ra màu, rồi người ta nhuộm tấm vải. Thì nhuộm ra cái tấm vải đó
thì cái màu đó là cái màu nó làm cho hoại sắc, làm cho không có giá trị nữa. Còn thời bây giờ đó thì nó khác đi thưa quý vị. Tức là trong xã hội người ta vải sồ, người ta có nhiều thứ màu tùy theo cái thị hiếu của cái người tiêu dùng. Có người cũng thích trên mặt y phục màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu cam, thậm chí có màu đen nữa, người ta cũng có thể mặc được. Cho nên bây giờ đó, cái chiếc y cà sa, cái màu vàng này nó cũng có giá trị lắm thưa quý vị. Chỉ có cái là cái kiểu mẫu, cái hình thức may y cà sa thì người cư sĩ không có sử dụng được thôi. Với lại nó có thêm một cái là chiếc y cà sa ngày xưa kia, khi trước mà Đức Phật này chưa có chế định về hình thức y đó, thì vải nhuộm màu thôi. Nhưng mà nguyên mảnh vải người ta dệt cái khổ chừng nào thì lấy cái khổ đó để mà mặc. Lấy khổ bao lớn thì người ta sẽ dệt cái khổ bao lớn đó. Nếu khi những kẻ gian, những kẻ trộm nó có thể lén lấy để nó mặc được, nhưng mà sau này ở trong luật có ghi lại khi mà Đức Thế Tôn ngài cùng tôn giả Ananda đi ngang qua xứ Makatha, xứ Ma Kiệt Đà, đi vào cái vùng quê, đi ngang cái cánh đồng, Đức Phật ngài thấy người ta đắp đê điều cho cái thửa ruộng, không phải điều xuôi không mà có điều ngang. Mà không phải thành một cái ô vuông, và có khi cái điều nhỏ đó, cái bờ ruộng nhỏ đó nằm ở trên, ở phía dưới, cho nên nó tạo thành cái thửa ruộng đứng ở trên trên cao, mình nhìn xuống thấy rất là đẹp mắt. Đức Phật cảnh với bảo tôn giả Ananda là hãy lấy cái kiểu thức của thửa ruộng này mà may thành đi cà sa. Tôn giả Ananda là người rất là thông minh, ngài quan sát xong rồi ngài về, ngài mới may thử một chiếc y cà sa ngũ điều, thất điều, cửu điều, thập nhất điều, và may theo kiểu của bánh chả đấy thưa quý vị. Ở chung quanh thì đứt cái bờ gọi Mahakusi, nhưng mà ở giữa cái bờ ruộng đó thì nó Athakusi, cái bờ điều nó nhỏ thôi. Rồi hễ phía trên mandala thì ở dưới là Athamandala. Cái thửa vải trưng cho thửa ruộng nhỏ, thửa ruộng lớn. Rồi cái điều ở bên kia đó, điều sát bên đó thì thửa ruộng lớn rồi nhỏ, nhỏ rồi lớn, lớn rồi nhỏ, nhỏ rồi lớn. Cho nên khi mà căng vải ra giống như một thửa ruộng. Sự giữ này cho làm như vậy đó, thứ nhất là vải được cắt manh mún ra đó, thì người cư sĩ kẻ trộm á, khi mà họ lấy về họ không có bán buôn được gì hết, bị vải đó bị manh ra rồi, nó không còn cái giá trị về vật chất. Thứ hai nữa là mai cái hình thức thửa ruộng như vậy đó để nhắc nhở vị tỳ kheo khi mà đắp chiếc y đưa vào mình là phước điền. Phước điền vừa nhắc thấy tăng, tức là cái ruộng phước cho người cư sĩ. Cho nên mình phải công hành đàng hoàng như thế nào đó để cho xứng đáng
Cái người cư sĩ họ gieo cái niềm tin, họ cúng dường trên cái thửa ruộng đó mà họ được cái phước báo. Cứ như vậy, nói lại chúng tôi nói một vài điều nó riêng, nói thêm để cho các Phật tử chúng ta học thêm chút xíu về cái chữ y cà sa và hình thức y cà sa. Rồi quý vị, bây giờ chúng ta hãy luận bàn về cái vấn đề cái người xứng đáng mặc cà sa. Nếu mà chúng ta y cứ vào thẳng thừng ở đây đó, mà chúng ta lý giải giống chúng ta cứ nói là Đức Phật đã dạy như vậy thì mới xứng cà sa. Ngài dạy ai mà như thế đó thì mới gọi là xứng cà sa, còn nếu không, không có xứng mặc cà sa. Thì chúng ta nói như vậy thì bây giờ không còn người tu nữa. Không còn người tu nữa. Bởi vì những vị xuất gia về sau này còn phàm nhân hết, đâu có vị nào là quan tắc cà sa, cà sa vô. Đâu có vị nào mà là tẩy sạch nhiễm ô đâu. Ở đây trong hai bài kệ đó, sở dĩ mà nói như vậy vì vô chúa Bồ Tát á, nói rằng chỉ có những bậc như là các vị ẩn sĩ độc giác mới là quan tắc cà sa vô si rê su su ma hi tô đa ma sa chê na u pê tô. Thì những vị ấy sô vê ca sa quan a ra hi tí, vị ấy mới là đáng, xứng đáng mà còn sao. Còn ngươi là gì? Người thợ săn đó. Ngươi là Anikasa vô đa ma sa chê na a pê tô ca sa quan quát thăng pa rê đa hết tí. Ca sa văn na arahati, người không có xứng mà khiển trách như vậy thôi. Khiển trách là người là vô chúa Bồ Tát thì khiển trách người thợ săn. Còn ở đây thưa quý vị, ở trong cái trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là nếu như những bậc thánh nhân Ariyapukkala như là các bậc A-la-hán, Đức Toàn Giác, Đức Độc Giác, Thanh Văn Giác, đó là những bậc đã tẩy sạch phiền não đó. Thì những bậc cao thượng như vậy thì xứng đáng mà cả sao. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng những bậc hữu học Sê-kha-bút-ca-lá như là bậc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, những vị đó chưa có tẩy sạch hết phiền não, vị đó, các vị đó đã đoạn trừ một số phiền não vẫn còn đang tu tiến, nhưng mà những vị đó chắc chắn là sẽ đạt đến cứu cánh giải thoát, chắc chắn sẽ đạt đến cứu cánh giải thoát. Như vậy cũng gọi là bậc đáng mà xứng mà cả sa. Nhưng nói cho cùng thì những bậc, những vị tỳ kheo phạm nhân hiền thiện Kalajana, Puthuchana là những vị tỳ kheo sa di, mặc dù chưa đắc quả thánh nhưng mà tâm đang tầm cầu giải thoát, thấy sợ hãi luân hồi, sống có lòng tàm là quý tinh tấn tu tập thiện pháp, thì những vị đó cũng là người hướng thượng và cũng có thể nói rằng là xứng mặc cà sa vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu, người ta nói có tức mà dịch ra tuồng, Đức Phật Ngài dạy hai bài kệ này là Ngài nhắc lại cái câu chuyện quá khứ mà Đề Bà Đạt Đa là gã thợ săn lợi dụng cái y cà sa để lừa bầy voi mà sát hại chúng. Cái đó là không có xứng đáng để mặc cà sa đó.
Chứ còn nếu mà nói rằng là vị tỳ kheo khi xuất gia, vị đó chưa có tẩy sạch phiền não, nhưng mà vị đó đã thọ trì giới bổn và được dạy cái cách mà thu thúc lục căn, tiết độ ẩm thực, vân vân, vị sống tinh tấn chuyên cần có niềm tin, thì như vậy những vị đó vẫn ngập tại xa, không có tội lỗi gì, chứ không phải là không có tương xứng mà cả xa. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói làm sao để cho các Phật tử chúng ta khi mà học Phật ngôn là chúng ta chú ý những cái điểm nào cần phải hiểu như vậy, và những điểm nào mà thuyết do cái ngữ chữ, chúng ta cần phải biết phân biệt cái chỗ đó, chứ đừng có sau khi học xong bài kệ này thì chúng ta đánh giá rằng ngày nay các vị tu sĩ, các vị đó chưa có vị nào là bậc đã tẩy sạch nhiễm ô phiền não hết, như vậy thì chiếu theo Phật ngôn này thì những vị đó là không xứng mặt cả xa. Nói như vậy thì vì vị đã đánh mất cái cơ hội để chúng ta tạo cái thiện pháp. Bởi vì mặc dù hiện tại trong chúng không có những bậc thánh, nhưng mà dù sao đi nữa thì các ngài vẫn đi theo pháp học và pháp hành và duy trì giáo pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó Phật giáo vẫn còn tồn tại trong thế gian, để cho người cư sĩ chúng ta có cơ hội được tiếp cận với giáo pháp, được học hỏi và được tu tập, được tạo phước. Thì cái điều đó cũng quý thưa quý vị. Khi mà chúng tôi nhận lời để giảng dạy về Phật pháp các môn, không phải là chúng tôi nhận lời rồi chúng tôi làm như là một cái vị giảng viên thông thường, hễ hôm nay học bài nào thì giải từ ngữ bài đó, mà chúng tôi lại muốn chia sẻ với quý vị những cái gì mà chúng ta cần phải hiểu. Cái sự thuyết pháp thì nó có hai. Một là thuyết pháp với tính cách là học giả nói thuyết trình, học giả thuyết trình cho quý vị nghe. Và thuyết pháp thứ hai đó là có tính cách là hành giả thuyết trình cho quý vị nghe. Những vị giảng sư là những vị hành giả, những vị đang tu, đang tu thiết tha với giáo pháp, những vị đó giảng dạy cho quý vị nghe. Thì những điều đó quý vị đừng cho rằng là nó khô khan, mà những điều đó nó có lợi ích cho chúng ta lắm. Còn nếu như vị pháp sư là vị học giả, học nhiều hiểu rộng chuyện Đông chuyện Tây, chuyện cổ chuyện kim, rồi đem trình bày cho quý vị nghe đó, là chúng ta thấy cái bài giảng có tính cách quảng bá như vậy. Nhưng mà cái điều này người Phật tử chúng ta có đôi lúc chúng ta cần phải suy nghĩ lại, chúng ta có áp dụng để chúng ta tu tập được không, thì cái điều đó mới là một điều đáng nói. Cho nên có một số người thì họ lại thích nghe các vị pháp sư học giả diễn giảng, nhưng mà có một số người thì họ thích nghe các vị pháp sư là vị hành giả nói chuyện. Thì cái đó chúng ta tùy theo cái duyên chúng sanh gì. Những bài học pháp cú thì cũng không có gì
nó khó hiểu cho chúng ta cũng không cần phải giải thích dài dòng thưa quý vị. Vì thế cho nên chúng tôi cũng chỉ giảng trong một giờ đồng hồ thôi, và cái phần thời gian còn lại thì xin cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng và Chư Tăng Trung Trâm chia sẻ, thỉnh quý ngài chia sẻ thêm những cái ý nghĩa còn sâu kín ở trong cái bài kệ này để cho các Phật tử chúng ta học hỏi thêm. Và thưa quý vị, hôm nay thứ năm, lẽ ra là ngày gì giảng thắng pháp phổ thông do Hòa Thượng Giác Đẳng, nhưng vì ngày mai đó chúng tôi bận đi thuyết pháp ở xa, cho nên buổi tối chúng tôi không có về kịp. 7 giờ tối mai chúng tôi thuyết, rồi từ An Giang Châu Đốc mà chúng tôi về tới đây thì cũng 11 giờ khuya, 12 giờ khuya chúng tôi không có vào room được. Nên xin đổi, xin quán đổi với Hòa Thượng Giác Đẳng. Và cái ngày Chủ nhật tới chúng tôi cũng xin quán đổi để dạy cái môn thắng pháp, môn thoát ý Tỳ Đàm đó, vào cái ngày thứ hai với Hòa Thượng Giác Đẳng, tuần này và tuần sau luôn, tuần này và tuần sau, hai tuần. Cho nên quý vị thấy ngày hôm nay thứ năm mà chúng tôi giảng pháp cú, bởi vì giờ thì kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng cầm mic lên là một của thầy nhà. Sa thú kính trưng Hòa Thượng Từ Siêu. Và bây giờ để thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, hôm nay có Thượng Tọa Pháp Tân và Tọa Tuệ Quyền đang ở trong lớp, và sư đệ và chư vị Thượng Tọa giảng sư sẽ cùng nhau lo phần còn lại. Thỉnh sư đi nghỉ. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin thật trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thưa Pháp Tân, trước khi mà chúng ta bàn về những điều mà Thượng Tọa Siêu đã trình bày đó, thì Thượng Tọa Quang Hỷ chia sẻ một vài cái cảm nhận của Thượng Tọa là khi mà mình đi tu mà mình được mặc chiếc Ikasa, và đi tu mà không có chiếc Ikasa nó khác nhau như thế nào. Và Thượng Tọa có thể chia sẻ một lát nữa cũng sẽ hỏi Thượng Tọa Tự Nguyện một câu tương tự như vậy, tức là trong cuộc đời chúng ta được đắp chiếc Ikasa lên người, thì điều đó cho chúng ta những cái ảnh hưởng tích cực nào về phương diện tinh thần? Kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Từ Tri, Địa Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái cảm nghĩ của con đó thì con nghĩ như thế này. Lúc xưa mà mới tu Sa Di đó thì thật sự là mình rất là vui, rất là mừng cái ngày mà mình được đắp y, được thọ giới Sa Di, thích lắm. Mặc dù cái chiếc y cái thời điểm đó thì nó không phải là một cái vải tốt, chỉ là vải tám là nhuộm màu vàng thôi, nó cũng không có cái vải tốt. Nhưng mà khi mình bận chiếc y vô mình mừng, vui mừng. Thế về sau này thì lớn lên rồi đó thì nghĩ rằng cái chiếc y là một cái điều gì đó mà mình cảm thấy nó vừa là vinh hạnh, vừa là một
cái từ ở cái niềm tin tu tập của mình. Mình vinh hạnh là bởi vì mình mang được cái chiếc y được tượng trưng cho một cái màu cờ sắc áo của chư vị thánh, hay là mình mang một cái chiếc y tượng trưng cho một cái gì đó, là một cái người tu đúng nghĩa. Cho nên là cảm thấy đó là cái điều mà mình rất là vinh hạnh. Cái thứ hai nữa, mình nhìn lại cho chính mình thì có nghĩ rằng, biết rằng cuộc sống tu hành thì nó có những cái lúc mình cũng tinh tấn, có khi thì mình cũng bị giải đại, chứ không phải là lúc nào cũng đều đều tinh tấn thường đâu. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên có khi mình cũng bị giải đại, tức là mình hòa quản với cái đời sống tu hành, mình khiếu thiếu đi cái pháp tinh tấn cũng có. Nhưng mà phần lớn thời gian còn lại đó, khi mà mình nhìn lại, khi mà mình đắp y rồi mình thọ giới là một vị tỳ kheo, rồi đắp y giống như trong cái sự quán tưởng của chính mình, nay ta có cái đầu tròn dây vuông, rồi ta có những hình tướng của ta nó khác với người cư sĩ đó, cho nên là mình phải sống làm sao để sống làm sao để cho nó xứng đáng là cái người mình đắp cái chiếc y cà sa này, đắp y cà sa này. Cho nên là cuộc sống thì có nghĩ có những cảnh trái ngang, có những cái sự thử thách trở ngại, rồi có lúc nó cũng suôn sẻ. Nhưng mà mình giữ cái tâm lý làm sao á, mình đừng có buồn phiền gì một cá nhân, một ai đó, rồi tâm mình bị bất mãn đối với Phật Pháp, hay là mình sa sút với Phật Pháp, thì cái điều đó là điều bất lợi cho mình thôi. Bởi vì trước sau đó thì tu bằng với cái niềm tin, tu bằng với cái niềm tin. Cho nên mình tin ở nơi 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 lời dạy của Phật, rồi mình cố gắng dành cái trọn vẹn cái thời gian cho cái đời sống của mình, hoặc là học hoặc là hành ở trong Phật Pháp này. Cho nên là con nghĩ rằng là khi mà mình làm cái việc gì đó thì mình nghĩ lại là mình là một cái người xuất gia, cho nên là mình sống làm sao cho nó tương đối là xứng đáng. Con không nói rằng nó là 100% để trở thành một cái người, một vị tu sĩ hoàn toàn tốt đẹp 100%, nhưng mà ít nhiều thì nó cũng được 70-80%. Thì con nghĩ rằng cái điều đó là điều quý rồi, điều quý rồi. Cho nên rằng là một mặt là khi mà mình thấy chiếc y mình hoan hỷ, thấy hình ảnh của chư tăng thì mình cũng hoan hỷ, ráng tập cái tâm làm sao để rồi thấy chư tăng mình cũng phải hoan hỷ, rồi là hoan hỷ với cái đời sống tu tập của mình hàng ngày, mình làm được cái việc gì tốt cho cái đời sống tu tập của mình, cả học lẫn hành, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó rất là quan trọng, giúp cho mình được có được cái sự hỷ lạc trong đời sống tu hành một cách lâu dài. Bởi vì riêng bản thân con thì con nghĩ thời gian nó trôi qua mau lắm. Luôn luôn suy niệm đến vô thường, thời gian nó trôi qua mau lắm. Cho nên là việc gì mình cần làm được thì làm. Việc thiện nào mình làm được thì cứ làm. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ làm được những cái việc gì vừa là cho tu học cho chính mình, lợi ích cho Phật Pháp thì mình cứ làm thôi. Do vậy đó thì con nghĩ rằng khi mà mình nhìn thấy chiếc y, mình hình ảnh của chư tăng, tiêu biểu là hình ảnh của chư tăng, mình hoan hỷ. Rồi mình đắp cái chiếc y này lên thì mình cảm thấy mình là cái người được vinh dự. Và chính cái vinh dự đó thì mình ráng cố gắng giữ cái phẩm hạnh của mình là người tu để xứng đáng là cái người mặc cái chiếc y này. Người ta nói rằng là
cái chiếc áo cà sa không làm, không làm nên thầy tu, nhưng mà một thầy tu không thể thiếu cái chiếc áo cà sa. Con nghĩ là vậy, liên quan đến tướng và tâm. Cái tướng ở bên ngoài mình vinh dự, mình tự hào về khi mình mà được mang một chiếc y, thì đồng thời đó là mình cũng cố gắng để mà mình hành cái đời sống tu hành của mình, thực hành cái đời sống của mình xứng đáng như một người tu sĩ, một vị tu sĩ. Cho nên là nếu mà một vị tu sĩ đó mà không có một chiếc y, con ngay cả con nghĩ cả bây giờ nè, mình còn may mắn là mình còn giữ được cái hình tướng của một vị tăng sĩ. Phật giáo Bắc Tông thì một số thầy đó đi ra bên ngoài nè, thì ở đây con không nói hết, nhưng mà đi ra bên ngoài đó, chạy xe đó, thì bận cái chiếc áo balasi đó, cái áo giống như phát bên ngoài này, thì hoặc là khi đội cái nón, hoặc là mang cái đôi giày đó, thì nó mất đi cái tăng tướng. Mà có nhiều người đó thì họ nhìn vào cái hình ảnh của tăng tướng ấy, thì họ sanh được cái tính tâm. Còn dĩ nhiên là tu hành từ ở nơi cái nội tâm của mình. Nhưng mà cái nội tâm nó cũng liên quan đến với cái hình tướng. Cái hình tướng đó mình nhìn lại cái hình tướng của chính mình, giống như là cái sự quán tưởng là nay ta có hình tướng khác với lần cái người cư sĩ bên ngoài người đời đó, thì ta sống làm sao cho xứng đáng như vậy. Thì cái cách đó con nghĩ rằng mình giữ được cái hình tướng và mình giữ được cái tâm lý đời sống tu hành của mình, thì nó rất có cái giá trị, rất có cái giá trị ở trong đời sống tu hành. Cho nên con nghĩ rằng chiếc y thì cũng không phải là làm nên một cái người tu sĩ, nhưng mà một tu sĩ thì không thể thiếu cái chiếc y cà sa này. Bởi vì con nghĩ rằng có những cái tôn giáo nội sinh, tức là những tôn giáo ở tại địa phương, người ta cũng nói rằng người ta là người tu. Nhưng mà con nhìn lại với Phật giáo thì các cái bậc xuất gia đó, từ cái chiếc y quả bát, nó mang tính truyền thống, mà mình đi tới đâu mình cũng cảm thấy đó là cái hình ảnh của một nhà sư, mình cảm thấy đó là cái sự hoan hỷ rồi. Chứ còn nếu mà mình không có hình tướng thì nó rất là lạc lõng. Con nghĩ rằng chính bản thân của cái người không mang chiếc y nó rất là lạc lõng. Mặc dù là cái việc tu là cái tu ở từ nội tâm của mình, tu từ lời nói, tu từ hành động, tư tưởng, tu từ cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà rồi đó là giống như là trong lực nó là thầy thì kheo không thể rời cái chiếc y của mình quá một cái thời gian dài, hoặc 3 ngày hay là bao nhiêu đó, 3 đêm dù bao nhiêu, mình không được rời. Đó chính là nói sự gắn liền của mình, của một vị tỳ kheo đối với cái tâm y quả bát này, đối với tâm y này. Cho nên là không có rời, mà mình chính mình mà không có bận cái chiếc y đó, thì nó có một cái gì đó hơi lạc lẽo lắm. Hơi bơ vơ. Cái chiếc y mình nghĩ trong cách nào đó, nó giống như chiếc giáp, cái áo giáp mình để che đi những cái sự gì mà mình biểu rằng nó xâm phạm đến mình, hoặc là nhờ cái chiếc giáp này mà ngăn chặn mình những cái hành vi xấu từ cái lời nói. Mình muốn nói cái gì thì mình cũng nhìn lại mình là cái người tu. Mình muốn làm cái gì thì mình cũng nhìn mình lại là cái người tu, đầu tròn vai vuông vậy đó. Cái hình ảnh đó con nghĩ rằng đó chính là cái sự giữ vững cho mình trong cái đời sống tu hành. Con nghĩ rằng hình tướng cho đến cái nội tâm nó tương tác với nhau. Và khi mà mình có giữ cái hình tướng rồi, mình trao dồi cái tâm của mình, thì nó tạo nên cái sự vừa là an lạc cho mình, vừa là sự bảo hộ cho chính mình, và vừa là tạo nên cái niềm tin cho những người chung quanh. Khi người ta thấy hình ảnh của một chiếc y, hình ảnh của cà sa, hình ảnh của mà mình gọi là chiếc y, hình ảnh của một tăng bảo, con nghĩ là như vậy.
Thì con xin có cái ý để chia sẻ trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Dạ thưa, xin được hỏi Thủy Tập Tư Quyền có nghe được không? Nếu Thủy Tập Tư Quyền đang ở trước máy, xin Thủy Tập Quang Vĩ cũng tiếp tục theo chia sẻ của thảo luận vừa rồi. Là đối với cá nhân Thủy Tập thì chí ý ra sao có ảnh hưởng tích cực như thế nào cho đời sống của một tăng sĩ? Xin cùng trên Thủy Tập. Nam mô Bổn Thầy, nhá Nam mô Tham Bài, nhá Nam mô Sơn Khai, dạ. Dạ thưa đại chúng, rõ dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, tạo minh hạnh để được đi đến cho Đức cùng chư tăng đại hiện diện. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch Hòa Thượng, quả thật thì cái đời sống xuất gia hay là lúc mà thở mà đắp y đầu tiên, có thể nó cái giai đoạn của chính con và sư Pháp Nhi, thì phải nói là cái giai đoạn này là cao trào của một vị tân sa di khi lên hoặc mà xuất gia, thì hầu như là phải thuộc kinh thuộc luật hết, thuộc một cách trên mạch, một cách vững chắc rồi mới đi. Thời gian sẽ kiểm tra kinh, kiểm tra luật, rồi sau đó đó rồi còn vòng cái vòng thi nữa, thi cũng như là thi trắc nghiệm. Mà cái vòng thi trắc nghiệm này được hay không là ngay chỗ này, sau khi thuộc kinh thuộc lực xong, hỏi nếu như trả lời trục trặc là chết ngay, dẫu cho có thuộc kinh thuộc lực cũng không cho tu luôn. Thì cũng kể lại mà có những lúc thuyết pháp còn cũng nói các vị hỏi chứ con tu để làm gì vậy? Tại sao con tu vậy? Con cũng không biết nữa. Thì vui tu. Thì vui thích tu thôi. Thì nếu mà phải nói rằng nếu như các vị thầy thì nghe đệ tử trả lời dễ đau lòng lắm. Thì quả thật con trả lời vậy thì để nó lại được đậu. Thì cũng nói thiệt. Mà người ta trả lời khác thì không được đậu. Bởi vì lúc đó đó, cái lực lúc đó kiểm tra đó, là các chú tiểu từ 13, 14 tuổi đổ xuống. Mà lúc đó con 12 tuổi. Thì hỏi vậy xong, hỏi các vị hỏi thì hoàn toàn bài bản vấn đề kinh kệ gì đã dặn dò hết trơn. Phải trả lời như thế nào? Có những câu hỏi phải trả lời hỏi tu như nào? Dĩ nhiên biết mình tu và để tu hành để giải thoát, bởi vì thấy cuộc đời này nó vô thường, con não vô ngã, thì cho nên đi tu thì đó là bài bản rồi. Nhưng điều thật sự trả lời một cách tức là các vị tôn túc hỏi, tức là các vị hỏi bằng cách này hỏi bằng cách nọ, họ không có nhớ, là mình nhớ cái định vị, tức là đã được dạy, những câu hỏi đã được dạy thì không nhớ nữa, thì mình trả lời bằng cái tâm tư của mình vậy đó. Thì lúc đó đó thì lại được đậu. Tại sao đậu như vậy? Thì tại vì các vị á, thấy các chú tiểu nhỏ quá đi, để thử coi cái tấm lòng của các chú tiểu như thế nào, thì cũng may là có sao nó vậy người ơi mà lại được. Tức là khi đó đó thì đáp án ra đó, thì sau khi mà con được xuất gia một thời gian rồi, con mới nghe được cái đáp án của các vị, chứ con cũng biết nữa. Tức là nó là do cái gì? Mình còn nhỏ quá đi, cho nên không có hiểu được ý nghĩa của tu. Ở đây muốn coi tâm tư mấy đứa nhỏ nó như thế nào, chứ nó biết gì mà là cái đời là khổ, khổ đau, sinh tử, buồn vui đâu. Thì quả thật như vậy. Cái đời sống hổ chứ thở nhỏ, tụi con đắp y, cũng may mắn đắp y rất là sớm, 12 tuổi đắp y. Riêng con là 12 tuổi cũng được đắp y à. BCG. Thì dĩ nhiên BCG rất là mừng, rất là vui. Tuy không có cái gì hết, nhưng điều mà vui lắm, nó hoan hỷ lắm. Và có phải thể nói rằng là cái đời sống lúc mà cái thở đầu tiên thì
thưa đại chúng, thì phải nói rằng cái sự tích cực rất khủng khiếp. Và tuổi nhỏ đó chỉ biết ăn học, không biết cái gì. Cho tới năm 90 mà. Năm 90, 92, bắt đầu phải đi học ở bên ngoài đó, thì lúc đó mới biết là tiền như thế nào. Chứ hoàn toàn không biết tiền bạc gì. Mà cũng không có quan tâm tới dùng tiền bạc. Rồi tất cả mọi thứ mà cái đời sống tôi lúc đó tu học, nó phải nói là nhiều lắm. Chỉ tối ngày rồi học, rồi học từ lớp này qua lớp nọ, học từ cấp này qua cấp kia, rồi cứ nó vùng xây mãi. Rồi sau cái thời gian đó, cái là sở trưởng yêu cầu tụi con, cho tụi con phải đi ra học ở ngoài văn hóa bên ngoài, rồi song hành văn hóa bên ngoài, xong quay về cái nội quay về cái nội điển học tiếp tục nữa. Xong cái nội điển bắt đầu cho đi học ở bên trường đời, tức là bên các cái trường đại học, hay là bên học viện Phật giáo hồi xưa, tức là kêu có Phật học mới cho vào đó học khi đã vững chắc hết rồi. Thì phải nói rằng là có thể nói chiếc y nó có ảnh hưởng như thế nào đối với một cái vị tăng sĩ, thì phải nói cái lá y nó là một cái có thể nói rằng nó với những cái áo thường của người ta được, mà nó nối liền. Thì cái sau này khi mà nhiều khi mà đi đây đi đó mà rời cái y một chút xíu, sau chỉ đi bước ra ngoài mà rời cái y thì nó cũng kỳ kỳ. Thì dù mặc cái áo bình thường thì chúng ta cũng thấy nó cũng hơi có khó chịu nữa, là nó quen rồi. Thì nó nhờ cái tác động của cái y nó đánh động, nó cho chúng ta quay về một chút xíu. Rồi nhiều khi mình ta bị người ta cư xử mình không đúng, nhiều khi mình cũng buồn. Nhưng điều khi mà mình phát ngôn hay mình nói ra, mình nghĩ là chiếc y, nghĩ là cái đầu mình cũng đạp thắng, mình dừng lại chút xíu. Và có thể nói rằng là cái buổi đầu tiên thì cái chiếc y nó là một hình ảnh cao cả vô cùng. Con nhớ con đắp một chiếc y mà chiếc y đó đắp cho đến khi nào nó rách luôn mà nó y nó dày lắm. Thế như hồi nãy nhìn cậu Tân nói cho như giải tám về ú, chứ đâu có y nào nó tốt như bây giờ. Nhưng điều mà phải nói rằng là vẫn quý, mỗi người chỉ được hai bộ có bộ thai là hết, không có được cái thứ ba. Đi là xe dây nhỏ, mà nhỏ thì chơi đùa dữ lắm, nhỏ tức là không có được cái kiểu như mình, không có được sạch sẽ như như thì ngồi đâu là ngồi đó, ngồi đâu ngồi đó. Rồi chẳng hạn nhiều khi nhỏ nhỏ với nhau đùa giỡn cho nó y áo thì bị lai lắp, mà rồi giặt vũ cũng không có sạch nữa, thì giặt thì giặt bằng một cái trang thế, tức cũng tự lo. Nhưng quý lắm. Mỗi lần mà giặt chiếc y là cẩn thận, giặt chiếc y lớn, chiếc y tức là đúng là chiếc áo cà sa, chiếc y vai trái đó, và giặt rất là cẩn thận. Mỗi lần dính một cái gì vào đó hay bị rách một cái đó, rất là cẩn thận luôn, là xem coi cái y của mình nó như thế nào. Thì không nói vì cái chiếc lá y không, nhưng điều đó là tuổi nhỏ mà đánh động bằng cái tâm tư, tức là cái này nó là sẽ đeo mang lên trên mình, nói mình phải có một cái trách nhiệm, mình phải có một cái ý niệm tích cực tốt đẹp. Cho nên nó hồi xưa khuya ra tụng kinh xong, bắt đầu quán tưởng phải học bài bản như thế nào, làm như thế đó. Y khu tuổi trẻ cũng chỉ là từ 12 tuổi cho tới 25 tuổi, hầu như tới y khu gì đó. Từ 25 tuổi lớn lên một chút xíu đó, thì nó chuyển qua mạch qua một cái tinh thần khác, chứ không phải là mình không có làm. Nhưng điều mà nó một cách, tức là nó không có được xuyên suốt, mà nó không được, thí dụ như là ngày nào cũng vậy. Thí dụ như hồi xưa đó, chứ bây giờ nhiều khi cũng có mà quên đi những cái chú nguyện ban đầu thôi. Chứ hồi xưa luôn luôn theo dõi chiếc y, coi có cái mực binh đú ở trong đó nó có mờ chưa. Quý vị thấy lạ không? Một cái làm dấu á, nó có mờ chưa? Nó mờ là phải làm lại. À, phải làm dấu lại. Nói đến những cái điều rất là nhỏ, những điều mà kính thưa quý vị, nếu khi chúng ta hiểu về cái đời tu thì tí nó nhỏ đó, nhưng điều mà nó đánh động chúng ta rất lớn. Cái việc nhỏ đối với chiếc y chúng ta không bỏ sót, thì cái việc lớn chúng ta
chúng ta mới kỳ toàn được, chúng ta mới bảo toàn nó được. Thì phải nói rằng là cũng may mắn là mình được cái sự dạy dỗ cách trực tiếp và nó tích cực. Và cũng tuổi nhỏ chỉ biết là chỉ biết ăn học, chỉ biết ăn rồi tu như thế thôi, chứ không phải bị một cái sự phiền muộn, bị một cái sự giá trị tích cực này nọ. Hoàn toàn phải nói tuổi thơ của tụi con nó khác hơn cái sự trẻ của ngày hôm nay. Làm gì mà có được một cái, một phải nói rằng một cục kẹo, cái bánh, một củ khoai hay là một hộp sữa đường mà nó mang tính cá nhân, không có. Hồi xưa đâu có chuyện mà đi bát để cúng dường đâu, đi được một gói xôi, một cái bánh là mừng quá trời quá đất luôn, ăn vui lắm. Bữa nào mà được ăn ngon là tuổi trẻ là thích hết, không có muốn gì, không biết là cái tâm tôi gọi là nó thư thái, nó nhẹ nhàng vô cùng. Rồi huynh đệ cũng dễ sống, thân thương lắm. Và cho nên bây giờ mà nhiều khi huynh đệ ngồi lại với nhau, nhớ là những tháng ngày chỉ biết cười thôi. Và hình như nó cắt cái ý niệm đó, nó đâu có một cái gì đó mà nó đeo níu níu, nó cột mình. Cho nên đó, khi mà vào đời đó, khi nó cứ gặp những cái tình huống mà buồn vui hay là bị những cái thử thách chút xíu gì đó, thì nó cũng nhờ cái chiếc y nó kéo lại chúng ta một phần. Và có đôi khi mình ăn mặc như thế này, ăn mặc như thế kia mà nó thiếu cái y thì nó không có được. Cho nên vì vậy cái chiếc y nó hầu như, tức là nó là một cái bên mình, chứ không nói rằng chúng tôi đang nói trên một cái giá trị ăn mặc luôn, chứ không nói trên cái ý niệm về tu hành lớn lao gì. Ở đây là cái tâm tình thật như bạch thổ như vậy đó, thật tình là vậy đó, nó một cái gì đó. Chứ sao rồi lớn nó, ủa sao mình mặc khác người ta, nhưng mà ý niệm như thôi, mình biết mình mặc khác người ta. Và cũng đúng rồi, với trong kinh dạng hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế, tức là vừa cạo đầu mà vừa mặc y đắp y, mình cũng mặc không giống người ta, cũng giống người ta, cho nên cái gì mình cũng phải làm khác người ta. Cũng từ những ý niệm đó thì nó lại tụ thành, nó tạo thành một cái giá trị tích cực, một cái sự tác động rất lớn. Cho nên dầu cho có cái chuyện gì chứ tụi con cũng vẫn biết cơ, cố gắng để giành xếp, để cố gắng để vượt qua, để cố gắng để bám trụ, để mà tiếp tục mọi cái sự việc mà mình đang đeo, đang mang, đang gánh. Chứ sự thật ra thì dầu cho hoàn cảnh như thế nào, nhưng cuộc sống của ngày hôm nay cũng không thể so với cuộc sống của ngày xưa. Và cuộc sống của ngày xưa mình không áp đặt cho cuộc sống ngày hôm nay. Bây giờ hôm nay chúng ta tiêu chí của một người tu thì nó yêu cầu rất là lớn. Xin lỗi, cái tiêu chí của một người tu á, về cái lý thì nó yêu cầu rất là lớn, cái sự cũng lớn, chứ đừng nói là cái lý lớn, cái sự cũng lớn. Tức là chúng ta phải đúng, tuy là cái sự đó bằng cái hình thức đó, cái hình thức xuất gia đó nó lớn chứ không phải nó nhỏ. Như chúng ta nghĩ rằng chúng ta tự động mà chúng ta nghĩ rằng mình có ý niệm tu hành rồi tự mình mặc chiếc y vô là một cách bình thường được ha, đâu có phải cái chuyện đó như vậy được. Mà nó có đúng pháp và đúng tiêu chuẩn, đúng lý thì mới trở thành một cái tích cực tốt đẹp được. Rồi thầy mình là ai và y như thế nào, chứ không phải cái miếng vải cái đắp lên đâu. Cho nên vì vậy là, và cái lá y này nó không phải là một tấm vải bình thường, y nó không phải bình thường. Cho nên nhiều khi đó con cũng nhắc quý sư, khi phơi y, quý sư vừa khô là đem vô canh cái y, chứ không phải mà phơi coi như là bỏ đại cái y đó, rồi mưa nắng gì cũng sao nữa, rồi lâu lâu lấy vô. Quý sư phải nhớ rằng phơi cái lá y này, cái lá y mình mặc không phải là miếng vải bình thường, nó phải dục tá lả lung tung. Mình phải để trên một cách, tức là mình phải có một cái sự tôn trọng, biết trọng cái màu cờ sắc áo, trọng cái giá trị. Đây là biểu tượng của thánh nhân, một lá cờ La Hán, biểu tượng của Tam Bảo. Thì cô cũng nói thẳng với cái sư, cho nên mình phải biết trân quý cái chiếc y.
mà ai biết trân quý chức y á, thì người đó mới có thể tồn tại được. Còn nếu như mà coi chức y nó chỉ là như là một cái áo bình thường thì chắc chắn chúng ta sẽ hết sức là có lỗi. Thì hỏi gì chứ, đứng được cái nhìn của chính con thì phải nói rằng con luôn luôn rất là trân trọng cái chức y, sợ cái chức y. Ngày hôm nay tuy là nhiều, thí dụ mình không có thì mình hãy chia sẻ, chứ mình không có quà là có chức y nó là một cái điều hết sức là lớn lao, chứ không phải là một cái việc nhỏ. Còn ai nói rằng là cái tâm tu của mình, cái tâm lý xuất gia của mình, cái y trong lòng, cái hình bóng á, cái hình bóng nó không bằng một cái tâm y của chúng ta trong lòng, thì nói bằng cái lý như vậy nhưng cái sự là phải đúng. Cái người mà có sự nó không đúng thì chưa chắc cái lý ở trong họ được đâu. Chẳng qua họ nấp né, chẳng qua họ không có thọ trì một cách đúng đắn và một cách bài bản. Cho nên quả thật, kính thưa quý vị, để được mà chúng ta để được xuất gia thì dầu cho là xuất gia mà chúng ta biết gieo duyên, hay là xuất gia mà chúng ta tầm cầu đúng ý niệm, đúng ý nghĩa đó, thì cái nào nó cũng là cái quan trọng, cái nào cũng là cái tốt. Chúng ta xuất gia thôi, chứ đừng có nói cái chuyện, tức là chúng ta xuất gia có thời hạn, có thời gian, thì chúng ta gọi là cái gieo duyên đó để nhằm có một giá trị tích cực tu hành. Những điều mà nó cũng là những cái điều mà để chúng ta kế thừa và phát triển cho Phật giáo. Chứ một cái y không dễ dàng mà tồn tại xuyên qua cái ý niệm của từng cá nhân. Thì kính bạch hòa thượng, trên cái ý niệm của chính con đó, thì cái chức y nó có một giá trị hết sức là tích cực đối với một vị tăng sĩ, để nhờ đó mà hiểu biết, mà nhờ đó mà biết thực hiện và biết quay về, biết dừng lại và biết là phải làm gì trên chiếc y của mình khi mà mình đang đeo mang. Và còn có đâu điều như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc cho kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trưng thư tọa tuyệt quyền. Thư tọa Pháp Tân hay thư tọa có còn ở trước máy không? Nếu thư tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin thư tọa phản chỉ. Trở lại. Thư tọa Pháp Tân ngày nay, Phật giáo đó, và có lẽ là cũng như là nhiều thế kỷ hay là cả 2500 năm qua đó, thì đều gặp một vấn đề. Đó là cái quyết định chấp nhận cho người vào tu. Có xác cho chấp nhận cho một người cư sĩ vào rồi đắp y ca sa để mà tu. Nhưng mà ngày nay thì lại vấn đề càng lúc càng khó hơn, là tại vì có rất là nhiều rất là nhiều người họ chỉ thích mặc y thôi, nhưng mà không thích học kinh sách, không thích thay đổi cái thích tu tập, mà chỉ đơn thuần thích mặc y. Và nó đã trở thành một cái phong trào như là một cái nạn của Phật giáo, đó là có quá nhiều người tu vô duyên, là họ vào chùa rồi họ tìm cách để mặc y ngay lập tức, rồi sau khi mặc y xong họ giữ những y luôn, mà họ không có qua cái thời kỳ mà được hướng dẫn tương đối tốt, và nó đã tạo nên một cái tệ hại của Phật giáo. Và chúng ta phải nói rằng Phật giáo Nam Tông thường tạo ra vấn đề đó, tức là cho những người tu nó quá dễ. Nhưng mà Phật giáo Nam Tông ở tại Việt Nam, không biết sao ở Mỹ bây giờ đó, thì nó sinh trong cái tệ nạn là những người họ cứ muốn tu giao duyên, đồ hôm số mai không có qua tiền kỳ hết, vào mặc y rồi sống chung với tăng chúng, thậm chí ra bên ngoài ở nhà riêng ở bên ngoài, muốn sống thế nào sống, muốn làm gì làm. Và chứ bây giờ họ nghĩ đến vấn đề là mình phải học kinh như thế nào, mình phải huấn luyện quy y tế hạnh như thế nào, phải cuộc sống thế nào. Và cuộc sống của họ chỉ là một cuộc sống của một người cư sĩ, và bên cạnh đó là một người là người có được cái mặc y. Thì thì tôi tin, thì tôi nghĩ chia sẻ vài cái suy tư, thì gọi là mình có một cái phương thức nào mà chấp thuận cho người tu ở một cách tương đối thôi. Ví dụ hồi nãy thì tôi tự nguyện nói rằng có những cái kỳ khảo hạnh ở trong những giới đàn,
Nhưng mà mình biết rằng những người mà được chấm thi, được chấm độ để cho tu á, cũng chưa chắc tốt hơn là những người bị chấm rớt. Cái đó mình phải nói thật. Và cái việc chấm độ chấm rớt nó cũng tùy thuộc vào cái trình độ của các vị chấm thi, mà trình độ các vị chấm thi cũng có vấn đề lắm. Thành ra thì tôi cũng có nghĩ chia sẻ một vài suy tư của chúng ta về điểm này. Chúng ta làm sao để có thể làm tốt cho cộng đồng tu sĩ Phật giáo, và đối với trường hợp là có quá nhiều người muốn mặc y nhưng mà thật sự lại không có muốn nhận cái sự hướng dẫn được hướng dẫn, xin cái tỉnh thì tổ hợp tất. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Theo con nghĩ rằng bởi vì cái tu mà gọi là tu gieo duyên ấy, chỉ có truyền thống Phật giáo Nam truyền chúng ta có, phần lớn là như vậy. Tại vì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì cũng có một số chùa cho tu gieo duyên. Tu duyên thì vô, giống như Hòa Thượng nói đó, là thích bận chiếc y rồi thích ở trong chùa vài ba bữa vậy. Chứ nhiều khi người ta cũng không thật sự là để tìm được cái nguồn lợi ích, cái nguồn an lạc với cái đời sống xuất gia được. Con nghĩ rằng cái hình thức tu tôi gieo duyên đó, cũng cần có, cái đó là cái điều kiện để tốt, để giúp cho người ta có một cái đời sống mà gần như là cái đời sống của người xuất gia, để người ta có cơ hội. Bởi vì ở ngoài đời đó, người ta bảo là để mình đi vô trong chùa tu luôn thì người ta chưa có cái duyên, cũng như chưa có một cái điều kiện tốt để họ có một cái đời sống xuất gia, hay hoặc là tâm lý của họ cũng chưa chuẩn bị cái điều đó. Nhưng mà rồi đó thì con nghĩ rằng cái người nào mà tu gieo duyên thì sau cái việc gieo duyên đó, ví dụ như một khóa gieo duyên gì đó, thì cũng phải cần cho họ tập cho cái đời sống xuất gia đàng hoàng, chứ không phải là chỉ cho có ngày, có giờ, có hình thức vậy rồi xong đâu. Bởi vì nếu mà tu mình tạo cái điều kiện cho tu gieo duyên thì mình phải có ngăn nắp rõ ràng, tức là phải rạch rồi cái chỗ này. Rồi chỗ này có nghĩa là tu một khóa gieo duyên 10 ngày, thì trong 10 ngày đó thì làm sao tổ chức cho họ có cái đời sống xuất gia, ghép mình vào ở trong cái thời hạn ngắn ngày đó, để họ học kinh hay hoặc là họ ngồi thiền, hoặc là những cái gì mà nó ngắn ngủi nhất để cho họ tìm được cái nguồn an lạc ở trong đời sống xuất gia, mặc dù là xuất gia gieo duyên. Rồi sau đó đó thì sau 10 ngày thì bắt buộc họ phải xả giới hoàn tục mới được, chứ còn không để từ ở cái hình thức gieo duyên đó rồi là làm đắp y luôn, rồi không được dạy dỗ gì hết á, rồi cứ làm ông sư vậy mà luật kinh thì không có làm gì hết á. Thì con nghĩ rằng đó là cái dở của mình. Phật giáo Bắc Tông thì con thấy rằng họ đông, nhưng mà nếu những cái chùa mà gọi là căn bản đàng hoàng thì họ cũng dạy dỗ từ lúc làm chú điệu. Từ lúc làm chú điệu, học quy sơn cảnh sách, học tất cả các cái thứ, rồi nghi thức ở trong chốn thiền môn. Chốn thiền môn tức là kinh tụng của họ, họ phải học thuộc. Rồi cái lễ nghi đối với lễ khoét đối với các bậc trưởng thượng, rồi chấp tác ở trong chùa đó, họ có những cái chùa họ dạy rất là kỹ, họ dạy rất là kỹ. Và con nghĩ rằng do là có cái số đông thì nó phải có những cái sự tiêu cực. Sự tiêu cực nó dễ dàng xảy ra. Sự tiêu cực nó dễ dàng xảy ra. Và do vậy đó thì nó có những người như thế này, có những người thế kia. Rồi là ngay cả bây giờ con nói giống như cái đời thật, nó có những cái chuyện mà giả sư, giả tu. Con có ông sư
ông sư bạn, ông đi, ông sư đệ, ông đi xe về, về thì công an, tức là cảnh sát nó hỏi, nó hỏi tới là gì, nó chỉ hỏi vậy thôi, nó hỏi tứ đế là gì. Nếu như một người bình thường không có học về tứ đế, không biết thì có lẽ cũng không trả lời suôn sẻ được cái chuyện tứ đế. Thì ông sư đó mới nói như thế này, ông nói bây giờ anh chặn tôi lại, anh không cho tôi đi đó là khổ đế, mà anh cho tôi đi đó là tôi diệt đế, là tôi được an lạc, anh chặn tôi lại là khổ đế. Cái anh công an anh nghe như vậy thì anh nói thôi thầy đi đi. Thì con nói như vậy đó thì ở đây đó con nghĩ rằng khi mà xuất gia đó thì cần phải, con nghĩ rằng không cần phải số đông, mà nếu như một người nào là nếu đã thật sự mà tu đó, thì cần phải dạy dỗ, phải hướng dẫn từ pháp học pháp hành, từ cái chấp tác, từ cái nghi lễ, từ cái luật lệ ở trong chốn thiền môn, luật lệ kinh luật ở trong chùa của một vị tu sĩ là cần phải am hiểu, cần phải am hiểu, cần phải thực hành, cần phải thực hành. Để như vậy đó thì có nghĩ rằng mình vừa học vừa tu để rồi dạy dỗ cho một giới tử có cái niềm tin tu, vừa có cái niềm tin tu mà vừa có cái thực học, tức là mình được dạy giáo điển ở trong chùa, tức là nội điển ở trong chùa cho vững, rồi sau này sẽ cho đi ra bên ngoài học thêm cái kiến thức ở bên ngoài, cái xã hội ở bên ngoài. Có những cái nó khi mà đã có cái niềm tin tu vững rồi đó thì học cái ở bên ngoài đó, nó trở thành một cái nó tô điểm, nó giúp cho một cái vị tu sĩ đó có hai được cái kiến thức thế học rồi kiến thức Phật học, mà cái kiến thức Phật học để tạo nên một cái hình dáng hình ảnh của một người một nhà sư. Còn cái kiến thức thế học nó để hỗ trợ cho cái đời sống tu hành của mình, để sau này mình có hoằng pháp, mình có làm việc này việc kia đó, thì nó cũng là cái việc hỗ trợ cho mình trong cái việc tu hành. Cho nên con nghĩ rằng là đời 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 sống tu hành thì nếu mà một cái người nào mà xuất gia gieo duyên ấy, thì con nghĩ rằng trong xong một khóa nó và trong một khóa đó phải dạy dỗ cho kỹ với thời hạn ngắn ngày như vậy đó, thì cần cho học những cái gì, dạy những cái gì để họ có cái cơ duyên, họ có cái điều kiện để họ sống cái đời sống xuất gia. Mà thật sự là họ sống trong vòng 10 ngày nửa tháng gì đó thì họ vẫn tìm thấy được cái nguồn an lạc do cái đời sống xuất gia nó mang lại. Còn nếu đã là xuất gia mà chính thức để xuất gia mà tu xuất gia luôn đó thì cần phải đào tạo, cần phải đào tạo kinh luật, cần phải chấp tác. Con nghĩ rằng cái đức phục vụ của một vị sư sa di hay là một ông chú điệu nhỏ đó, thì con nghĩ rằng rất là quan trọng. Phục vụ tam bảo, phục vụ tăng đó, rất là quan trọng. Mình có những cái đức đó, cái đức mà gọi là cái đức mà cung kính phục vụ đối với tam bảo, đối với chư tăng đó, thì cái đức đó nó làm nền tảng cho một cái người tu hành. Một cái người tu hành sau này cái vị này tu bền hay tu không đó, thì cũng tùy thuộc vào cái đức của cái người đó. Cái vị đó có biết từng trải, từng học hành, học giới luật, rồi học kinh điển ở trong chùa, chứ rồi là sợ đi tu. Giống như bây giờ khi nãy Thượng Tọa Tự Quyền có nói là nhiều khi mình chấm giới đàn đó là chấm rớt cũng không có điều kiện, không tạo điều kiện cho người ta tu hành, chấm rớt cũng tội cho người ta. Nhưng mà chính vì vậy đó, có những cái những người họ yếu quá, họ yếu quá thì nó cũng có cái cơ hội để họ ấy, nhưng mà nó lại có những cái sự bất cập ở trong đời sống tu hành. Nếu mà họ, con nghĩ rằng lúc mình còn nhỏ, mình mới tu đó thì nên học đi, để sau này lớn tuổi rồi đó mình có cố gắng học thì nó cũng chậm chạp đi rồi, có làm việc gì thì nó cũng chậm chạp đi rồi. Cho nên là nếu mà không học được mai mốt, học nó rất là khó khăn, lớn tuổi một chút rồi học rất là khó khăn, chậm chạp lắm. Do vậy đó thì theo con nghĩ rằng nếu đã là một cái người tu
thì ngoài cái đức tu của mình thì bên cạnh đó mình còn có cái tri kiến hiểu Phật pháp, hiểu kinh, hiểu luật, hiểu cái gì đó. Mình không nói là thông suốt, nhưng mà đó là cái căn bản của một cái người tu. Cái căn bản của một người tu để là vừa mình tạo cái niềm tin cho mình, vừa là có thể hỗ trợ hướng dẫn cho người khác được. Khi mình là một người xuất gia, một vị sa di hay là một vị tỳ kheo, mình có thể sau này mình hướng dẫn xuất gia cho người ta. Chứ còn bây giờ mình không biết cái gì hết á, thì làm sao mà mình hướng dẫn cho người ta, rồi mình hướng dẫn nó sai đi nữa thì nó cũng bị hại cho Phật pháp nữa. Mà tu hành đâu phải là chỉ có cái tướng ở bên ngoài đâu. Cái nội dung, cái nội dung, cái tâm lý tu hành xuất gia nó rất là quan trọng. Như vậy thì cái gì nó hỗ trợ cho mình, con nghĩ rằng cần có một cái đời sống xuất gia. Mà là xuất gia thật sự đó thì phải đào tạo một cách đàng hoàng. Được như vậy thì cho xuất gia, rồi xuất gia là phải làm như vậy, phải làm như vậy, phải học cái gì, phải hành cái gì, phải làm cho nó đúng chuẩn mực như vậy. Thì cái việc đó, con nghĩ rằng mình tu một mình thì nó rất là dễ. Tu một mình, ví dụ mình ở cái am, cái cốc gì đó, mình vô mình lo mình hành thiền thôi, giữ giới mình hành thiền là được rồi. Còn nếu mà đã ra là một ở cái một cái ngôi chùa, đặc biệt là mình sinh hoạt, hoạt động sinh hoạt đối giáo hội, đối với chư tăng, rồi đối với Phật tử xã hội xung quanh, thì mình cần phải có những cái kiến thức Phật học, rồi mình cần phải có một cái kiến thức xã hội một chút, để rồi nó hỗ trợ cho cái việc mà mình làm đạo thuận lợi hơn ở trong đời sống. Và người ta nhìn vào ở trong một cái người đời sống của một vị tu sĩ nó chuẩn mực như vậy thì người ta càng quý mến hơn, quý mến hơn. Còn nếu như mà mình chỉ có cái hình tướng không thì người ta lại nhìn chung là người ta cứ nghĩ rằng ông sư này tu bằng cách gì đó, tu theo cái gì đó, rồi người ta có cái kích khổ, có cái cách là coi thường nè, coi thường. Như vậy thì nó lại tạo nên cái sự nguy hại cho Phật pháp. Thì đây là cái ý con xin được chia sẻ trong cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi của Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú cái kinh của Đạo Phật. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Di Vị Tịnh Tòa thảo luận vừa rồi. Ở đây là một sự góp ý về vấn đề tu nhân duyên. Chúng tôi biết rằng có nhiều Phật tử rất muốn tu nhân duyên và chúng tôi không có cản ngăn việc đó, nhưng mà chúng tôi mong rằng quý vị nên hiểu rõ về cái lợi và cái hại của việc tu nhân duyên. Mình nghĩ rằng nó luôn luôn tốt. Thứ nhất thì chúng tôi phải nói rằng các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó là cái việc tu nhân duyên rất là tốt, bởi vì cái căn bản của quần chúng Phật tử nhất là có đức tin, căn bản đức tin. Cái đó thì Việt Nam của chúng ta đôi khi không có bằng họ. Cái đức tin của họ không phải giống như người Việt Nam chúng ta là chỉ đứng đến chùa thôi, nhưng mà họ tin vào những cái luật lệ, họ tin vào cái lưu nghi lực trong chùa. Chúng tôi có thể nói với Phật tử rằng một chục người Phật tử Việt Nam thì chỉ có khoảng một hai người là biết cái luật lệ trong chùa. Trong lúc đó, một chục người Phật tử ở Thái Lan, ở Miến Điện, tức là những cư sĩ đó, thì gần như là có 8-9 người là họ biết cái luật lệ trong chùa. Thật ra họ không có cần cái sự hướng dẫn nhiều. Đó là một điều. Và điều thứ hai đó là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, họ có những cái chương trình tu nhân duyên mà mấy Phật tử vào trong chùa ở với cái vị hướng dẫn vị thầy, mà ở trong một cái đại chúng, tức là mình tu theo. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là chùa Wat Chak Khang cho một cái khóa tu là có 100 vị sa di tu, nhưng bên cạnh 100 vị sa di tu thì ở trong chùa có 40 vị sư, thành ra 100 vị sa di này luôn luôn làm theo cái cộng đồng. Còn như chúng tôi thấy ở Mỹ này đó, những người vào tu thường thường một thầy một trò,
và cái người học trò đó lại rất là bối rối, không biết là bắt chước vị thầy thế nào. Tại vì chúng tôi thưa nói với vị nghe là ở Mỹ này đó, mỗi một vị trụ trì á, ngoài cái sự bận rộn mỗi người một kiểu, không có một cái vị nào mà hoàn toàn tách rời khỏi cái hỗn ràng của công việc chùa để mà hướng dẫn cho người tu tập. Cái thân giáo khẩu giáo của vị đó rất là quan trọng. Chứ nên lấy ví dụ là một người mới tu mà học cái bận rộn của một vị trụ trì là không nên, và hoàn toàn không nên. Chúng tôi có gặp nhiều vị vào chùa tu đó, thì nhìn vị trụ trì một lúc mà các vị không cố biết mình tu để làm cái gì, chẳng lẽ tu để lo làm một việc kia. Thật ra quý vị chỉ nên tu vô ở một cái nơi mà người ta chuẩn bị tốt cho cái việc tu như vậy. Đặc biệt tại các quốc gia Phật giáo, bây giờ chúng ta có thể đi được, và quý vị có tiền đó, đi về các quốc gia Phật giáo, có những cái chùa mà họ còn hướng dẫn hoàn toàn tiếng Anh, chúng tôi có thể cho quý vị, và quý vị về đó có thể ở và mình tu tập, nhưng mà có một số đông đảo các vị tu sĩ và có một vài hướng dẫn đó, quý vị tu được. Còn ở Mỹ thì đa phần một chùa có 2-3 vị sư, và gặp trúng 2-3 vị sư không phải là 2-3 vị sư mà dành phần lớn thời giờ để hướng dẫn tu tập đó, thì rất ổn. Quý vị nhớ rằng những vị tăng tu sĩ ở trong chùa là tu theo đường dài, nó khác với những vị tu giao duyên. Và nếu quý vị tu giao duyên mà quý vị cứ cứ sinh hoạt giống một vị tu sĩ ở thường xuyên trong chùa thì hai cái đó nó không giống nhau. Và đừng nghĩ rằng cái mẫu này đâm gắn qua cái mẫu kia được, mình áp dụng như vậy không được, nên rất là cẩn thận. Và nó cũng có điểm như vậy là cái vị người mới xuất gia đó nên có một cái cuộc sống, mình tu nhân duyên nên sống cuộc sống tách rời khỏi Phật tử, và tách rời khỏi Phật tử, tại vì cái Phật tử họ sinh hoặc nó hỗn hợp lắm, và người này vô kẻ kia ra này nọ. Thật ra mình tu nhân duyên thường ở các Phật giáo giáo thì mình có được một cái khu vực riêng, có được cái am thất riêng, và buổi sáng được hướng dẫn cách thực, rồi đi ăn cơm được hướng dẫn quán đường như thế nào, rồi thế nào đi đứng thế nào trong 10 ngày. Mặc dù đa phần những người đó đó vốn là những cư sĩ lâu năm, đi chùa lâu năm, biết cái nghi luật rồi. Thậm chí thưa quý vị, phần lớn những Phật tử mà vào chùa tự do duyên là họ đã biết học kinh tụng Pali nhiều rồi. Còn Việt Nam chúng ta gần như là mình không biết gì hết. Cái mà chúng tôi rất là ái ngại là ở Houston này có một vị, có một một cái cư sĩ, vị này qua Florida được cho tu, rồi vị này về tu chỉ có 1-2 tháng thôi, nhưng mà vị này về cứ tối ngày cứ cứ phê bình vị này vị kia về vấn đề quản pháp hoặc quản sự này khác. Chúng tôi không có biết là cái trình độ của vị này biết bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi biết là vị đó đó không có hiểu gì về chùa chiền. Dạ, không biết chùa chiền. Khi mà mình vào trong chùa chiền đó mà mình không khéo thì mình chỉ nhìn thấy những điểm tiêu cực thôi. Dạ, ai cũng vậy thưa quý vị, ai thấy vậy, ông này bà kia, vị sư này vị sư kia. Nhưng mình vào chùa đâu phải học những điều đó. mình vào chùa là mình học những điều tốt đẹp. Cũng giống bây giờ một người mới sang Mỹ mà cứ ra ngoài nhìn mấy người mà homeless, nhìn mấy người mà du thủy du thực, nhìn mấy người thế này kia, mình học thì nó cũng phải có nơi có chỗ có học những cái đáng học. Và khi mình vào chùa mà không học cái đáng học thì thực sự rất là đáng tội nghiệp. Và chúng ta nên trân trọng cái tâm xuất gia. Trân trọng cái tâm xuất gia. Người ở trong chữ Hán Phật giáo Đại Thừa có cái chữ gọi là sơ phát tâm. Sơ phát tâm tức là cái tâm tinh khôi ban đầu khi mà chúng ta phát nguyện vào tu. Cái tâm tinh khôi đó, đó nếu chúng ta khéo giữ nó tốt một thời gian dài. Chúng tôi nhớ rằng cái kỷ niệm khi còn nhỏ, và cũng đa số các cái vị mà xuất gia trong chùa hồi còn nhỏ đó, thưa quý vị, sau nhiều tháng có thể nhiều năm được học làm giới tử hay làm chú điểu á, cái ngày mà mình được xuất gia mình cảm thấy hạnh phúc lắm, mình rất là hạnh phúc, ngày được mặc y mình rất là hạnh phúc. Cái tâm đó là cái tâm tinh khôi, và tâm tinh khôi đó cần mình chúng ta nhớ. Ngay Đức Phật ngài cũng dặn là mình nhớ rằng cái điều phúc đầu tiên mình xuất gia bằng tâm như thế nào. Năm dài tháng rộng chúng ta dễ trôi giạt lắm, chúng ta phải nhớ. Cái hại của người tu là mất phương hướng. Mất phương hướng. Ban đầu vào chùa tu thì cũng có nghĩ đến mình tu để giải thoát, mình tu do cái niềm tin, mình tu theo Đức Phật, mình tu để làm tốt cuộc sống của mình. Nhưng mà Đức Phật này cảnh cáo rằng
giống như tất cả nàng dâu về nhà chồng thời Văn Đồ á, mới về đó thì rất là cẩn trọng, rất là cẩn ngôn trong lời ăn tiếng nói, nhìn cẩn trọng. Nhưng mà khi đã quen rồi thì đâm ra lần mặt rồi thì không có được. Thành ra cái người tu á, mình nhớ là mình tu cho mình, và nếu mà mình tu cho mình mà mình không có lập chí, mình không có tâm nguyện cao cả, và mình không có tích cực á, thì tự mình làm phí sinh nhật cuộc đời mình. Thật ra có rất nhiều người mà chúng tôi biết rằng họ không tu họ sẽ tốt hơn là họ tu. Dạ, chúng tôi kính thưa thần quý vị, họ không tu họ là những cư sĩ rất tốt, nhưng mà khi họ mặc cái y lên rồi thì họ có vấn đề. Dĩ nhiên điều này là điều rất là khó tin. Thì đó là bài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Chúng tôi rất là mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau để suy ngẫm kỹ về điểm này. Ngày mai này chúng ta sẽ có cái lớp và chúng ta sẽ có cái lớp thăng pháp phổ thông. Kính đảnh lễ chư Tôn đức, trân trọng tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông đâm thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con được hiểu, học để hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đâm, chúng con kính tri ân chư Tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì tâm tuân trị, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài cũng như đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ, kính tri ân pháp khí độ. Thank you.